Xin mời các anh ạ. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Hãy cùng chia sẻ những khoảnh khắc nắng đau với một thoáng nước Nam. Và chúng ta nào hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc mà chúng tôi cắt bánh mừng sinh nhật, chúc mừng chúng ta sang tuổi thứ hai. Các cô gái nào cười tươi nào. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin được chào mừng lên sân khấu anh Ân, là chủ tịch của Hội Việt Nam nước Cộng Hòa. Xin gửi đến tất cả anh chị em bà con trong buổi gặp mặt hôm nay lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Hiện nay tôi cũng đang là hội trưởng của Hội Người Việt Nam đã sống và làm việc tại Cộng Hòa Baskiria Liên bang Nga. Có thể nói là tôi đến một thoáng nước Nga lần thứ hai, mà cảm nhận của tôi có lẽ là cũng trùng với rất nhiều bà con anh chị em ở đây, là chúng ta đến đây được chia sẻ, được gặp gỡ, được giao lưu và được ôn lại những kỷ niệm mà đã một thời gắn bó với tất cả chúng ta ở đây. Tôi mong rằng cũng như bao anh em bà con đã từng sống và làm việc ở nước Nga xa xôi, hôm nay chúng ta về đây, đây là cơ hội để chúng ta hồi tưởng lại những tháng năm mà theo tôi nghĩ là những tháng năm không thể nào quên trong mỗi cuộc đời chúng ta hôm nay ngồi đây, bởi vì nó đã đánh dấu cho cuộc đời chúng ta một dấu ấn rất đậm. Nó đã giúp chúng ta những năm tháng ở nước Nga, chúng ta cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều điều học hỏi được từ nước Nga Xô Viết. Thông điệp của ban tổ chức chúng tôi muốn gửi gắm tất cả các thành viên đó chính là qua một cái sân chơi như thế này, qua một cái chương trình như thế này, thì chúng tôi muốn kết nối tất cả các thành viên, những người mà đã từng sinh sống học tập làm việc tại Nga, thậm chí là những người mà chưa từng qua bên Nga, nhưng đó là những thành viên mà người ta vẫn mang trong mình một tình yêu với nước Nga ở một nơi xa xôi đó. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là những thành viên, không bất kể là họ đã từng làm việc ở thành phố nào, họ chưa từng quen biết nhau, mà chúng tôi thông qua cái chương trình này, chúng tôi mong muốn rằng là tất cả các thành phố sẽ cùng kết nối với nhau, cùng tương hỗ lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cùng chào đó, nghệ sĩ Thu Tranh sẽ cùng lên sân khấu với ca khúc Mời Chờ. Xin chân trọng. Thank you.
trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Hoài Trân. Đó chính là thời gian của tất cả chúng ta. Hãy cùng thỏa mình trong không gian của tiệc của chúng ta trong chương trình Gặp Mặt Một Thoáng Nước Nga này. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng cầm ly của mình cùng đứng lên không ạ? Và xin mời tất cả thành phố chúng ta có thể cầm ly của mình đứng lên được không ạ? Xin mời các anh chị hãy cầm ly của mình và cùng nâng cốc ạ. Xin mời ban tổ chức hãy cùng đến các bạn để cùng nâng ly với các anh chị em. 2, 3 Vâng, chúc mừng, chúc chương trình của chúng ta thành công và chúc quý vị ngon miệng. Xin mời.
корабли плывут, плывут, берега зовут, зовут, берега кликают, но счастье находишь непросто. Ночь кромешная крест, лишь луна да южный крест, да надежда, что есть впереди тот несбыточный остров. Остров любви. В океане людском улыбнулся нам счастьем в тумане. Остров любви. Не вернуть, не сберечь этот остров любви в океане. Вижу, вижу алые листья рябины, вижу, вижу.
Если где-то без тебя страшна, если горит, да.